Sáng ngày 15 tháng 5, Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng tổ chức hội nghị triển khai công tác thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 đến toàn thể hiệu trưởng, hiệu phó các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đây là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2-1, nghĩa là chung một đề thi, lấy kết quả để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Theo chỉ định của Bộ Giáo dục Đào tạo, Lâm Đồng sẽ được chia thành hai cụm thi. Theo đó, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh sẽ chịu trách nhiệm tổ chức cụm thi cho gần 2.500 học sinh chỉ có nhu cầu thi để xét tốt nghiệp tại 11 hội đồng. Còn trường Đại học Đà Lạt sẽ chịu trách nhiệm tổ chức cho 18.627 thí sinh, trong đó có trên 4.800 thí sinh của tỉnh Ninh Thuận dự thi, để vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng. Với những điểm mới như vậy, việc quán triệt về quy chế thi, phổ biến kế hoạch, điều động cán bộ, giáo viên coi thi, thành lập hội đồng chấm thi, trách nhiệm của nhà trường khi tổ chức cho thí sinh đi thi là hết sức cần thiết. Trên cơ sở phương án được phân công, các đơn vị sẽ thực hiện đúng quy chế, quy định để kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia diễn ra đạt kết quả tốt.